Dạ vâng, xin chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Zika Audio. Đối với cặp loa KVK900, hiện tại chúng em đã phải chờ đợi rất là lâu, đến ngày hôm nay mới có đơn để trả hàng. Và đơn hàng đầu tiên chúng em trả là cho anh Bình, anh ở Thái Bình. Với mẫu VK900 với cái công suất có thể đánh mắc lên được 400W. Đây là dòng loa cây được thiết kế với hệ thống bát chính của nó là đường kính 25, dòng hai bát điện với nhau. Hệ thống trung lớn cho lời ca tiếng hát ngọt ngào, và chép thì gồm có hai chép giấy và một siêu chép đi kèm. Trở kháng là 6 ohm, độ nhạy 92 dB. Hàng chính hãng của WeWood thì đều được sản xuất và lắp ráp nhập từ Đài Loan về. Màu sắc của nó, hai bên đốc của nó các em có thể nhìn thấy, đây là cái màu vân gỗ này. Hiện tại cái mẫu này đang có một cái giá bán rất là đẹp cho các anh em. Nếu riêng một đôi loa với kép 900 này đang có giá là 7 triệu đồng. Đương nhiên thì khi các anh em ghép với âm ly gia đình nhà mình cũng được, hoặc là lấy trọn bộ như bác khách hàng ở đây. Thì đây là chiếc đẩy X7DAC. X7DAC phiên bản màu đen cho ra công suất mắc được 1000 và nó có rất nhiều tính năng thông minh. Điển hình như là hiện tại chúng ta được trang bị hẳn con chip rất là khỏe, và con chip DAC X7 sẽ giúp các anh em nghe nhạc mạng nó hay hơn, có tính năng download. Đối với chiếc đẩy này hiện tại đang có giá là 7 triệu, cũng là hàng chính hãng của WeWood. Và khi các em lên đủ bộ combo của các thiết bị WeWood thì sẽ được tặng một bộ mic không dây. Như cấu hình này là 14 triệu đồng, sẽ được tặng bộ mic không dây BS7725 mã. Cặp WeWood VK900 là dòng loa cây bass 25, có cái thiết kế đẹp, sang trọng, không kém gì những cái dòng phân khúc mã G hoặc là mã SH của WeWood, mà giá rất là hợp lý ạ. Từ chất âm cho đến cái khả năng trình diễn karaoke. Nói về khả năng nghe nhạc, con này có thể nghe nhạc vàng hoặc xem phim giải trí hoặc karaoke, thì em sẽ tăng nhạc lên một tí, thông tin sẽ test thử một đoạn karaoke gửi các anh em. Đang dùng nguyên một đôi loa, các em có thể nhìn nguyên đôi loa này. Đó, và em đang đánh với cái hệ thống đánh duy nhất một đôi loa. Các em có thể nghe đeo bằng tai phone thì sẽ nghe được cái chất của cái bộ này. Và sau đây chúng ta cùng thưởng thức và test trải nghiệm cái chất âm của cái bộ combo chỉ với 14 triệu đồng này, qua một vài bản test karaoke chúng em thường hay test trên kênh của Zika. Xuyên đêm sương trắng rơi, vai tôi ướt lạnh mềm, chim muôn buồn rủ nhau bay về đâu, ngân ngỡ lũ vườn gọi nhau. Nào nhưng khi ôm thép súng tê gành, đắm mắt theo bao hư ảo chốn xa, buồn thương nghe hoàng canh, em còn kêu sáng anh đèn từ sương mai. Mẹ biết em bây giờ có ngôi hố nhỏ, gió em mưa thề một khi con về quê ngoài xưa, lời than đường làng cũ năm nào khi con còn bé nhỏ theo mẹ đến trường. Giờ đây con đường giữa con đò đắp liều vườn gió su buồn, bần quân nên chẳng có thăm nhau, nhưng có nhau như hơi thở vào đời. Tóc em còn có thương thơm cỏ mây, để anh
ngày mai. Bạn bè anh theo lớp tuổi ra đi, dăm đứa thân nghe tin chẳng trở về. Xin có em nguyện cầu cho đời anh đã mềm chân cứng để mẹ con tương lai. Ok, vừa rồi em có test qua một cái khả năng trình diễn karaoke của cái bộ combo mà em muốn giới thiệu với anh em, cũng là bộ của một bác khách hàng đặt bên chúng em với cặp loa KVK900 kết hợp với bộ đẩy X7 DAC và cái bộ mic tặng kèm đấy ạ. Đây là bộ mic Bose 777 25 mã, hát rất là nhẹ nhàng. Bất cứ một giọng hát nào, một cái khả năng hát nào hát trên cái bộ mic này khi kết hợp với cái bộ combo này đều cho ra chất âm rất là ngọt ngào và trong trẻo. Và em cũng xin được phép khép lại video ở đây. Xin cảm ơn các anh em cũng như là đã đồng hành và ủng hộ chúng em những cái cấu hình combo, đặc biệt là với cấu hình VK900 này đang hưởng với giá trong cái thời kỳ như thế này là rất là hợp lý. Và mọi thông tin chi tiết về sản phẩm các em hãy liên hệ trực tiếp chúng em qua số hotline của công ty. Và xin chào tạm biệt và kính chúc các anh em thật nhiều niềm vui, sức khỏe, thành công trong cuộc sống. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các anh em vào những clip tiếp theo.